Đại đức nên biết trí tệ của các bồ tát này không trụ hữu vi, không trụ vô vi, không trụ các uẩn và các giới xứ, không trụ trong ngoài và hai bên, không trụ thiện ác và thế hệ xuất thế gian, không trụ nhiễm tịnh, hữu lậu vô lậu hữu vi vô vi, không trụ ba đời và lìa ba đời, không trụ hư không, trạch diệt phi trạch diệt. Các Bồ Tát này hạnh phương tiện thiện xảo bát nhã, ba làm mật đa sâu xa. Tùy tầm thường vô trụ như vậy, nhưng thông đạt tánh tướng các pháp, dùng trí vô ngại, vô tầm dụng công, tuyển thuyết các pháp thường tại tịch tĩnh, làm việc giáo hóa không có ngừng nghỉ. Nguyện lực đời trước của các Bồ Tát ấy vững mạnh, vô tâm dụng công vì người khác mà nói pháp các bồ tát ấy nhờ phương tiện thiện xảo ban nhã và làm mật đa nên thường không kinh sợ vì sao vì hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm có thần chấp kim cang thường luôn đi theo bảo vệ bồ tát đại đức nên biết nếu đại bồ tát nghe nói bát nhã ba làm mật đa sâu xa như vậy mà tâm không kinh sợ không mê hoặc không nghi ngờ thì nên biết vị ấy đã được thọ ký bồ đề vì ừ, sao? Vì người tin nhận phương tiện thiện, thiện xảo bát nhã ba la mật đa là gần cảnh giới Phật dùng nhất tâm này thì có thể thông đạt tất cả Phật pháp, thông đạt Phật pháp nên lợi lạc hữu tình, nhưng không thấy hữu tình và Phật pháp khác nhau. Vì ừ, sao? Vì lý tánh của hữu tình và Phật pháp không hai. Hết quyển thứ 570.